phận chất đà chất công công chất kém của bộ
còn năm đứa cháu gái trong nhà. Ông ơi, các cháu thuộc tiền công dày, ông ơi ông về nhà. Ông ơi, đến giờ tiền đâu ông đi mất rồi, ông ơi. Ông ơi, năm đứa cháu gái gọi ông đây. Ôi ông ơi, không gọi ông ơi thì đi dậy, ông đi trở về. Ông ơi, ông đang ở đâu mà ông có nghe thấy lời ông có nghe tiếng gì hay không? Mở cửa rồi chồng thúc giục ta chớ gọi. Mà tiếng chiêng nói mà hò để gọi xong mà để về. Cho năm cháu gái được bình an. Yeah.
cháu với Hà Con. Ơi Chúa ơi, mà thời gian thở cho thì mỗi lúc có mỗi cháu trên đời mãi.